đôi tình nhân âm mưu lật đổ chính quyền. Sau khi được người tình làm hồ sơ tham gia tổ chức phản động, bé đã lôi kéo nhiều người tham gia chiến dịch trưng cầu dân ý nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân. Ngày 6 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa, 47 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, mức án 7 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cùng tội này, Dương Thị Bé, 40 tuổi, người tình của Nghĩa, ngụ thành phố Phú Quốc, lĩnh 5 năm tù. Theo hồ sơ tố tụng và lời khai của các bị cáo, năm 2014-2021, Nghĩa và Bé sử dụng điện thoại và máy tính để tìm hiểu về tổ chức phản động Đào Minh Quân đứng đầu. Hoạt động của các bị cáo nhằm mục đích muốn lật đổ chính quyền. Ngoài việc tuyên truyền, vận động, lôi kéo những người thân cùng tham gia tổ chức phản động nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối lãnh đạo đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, các bị cáo còn xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng. Sau nhiều năm tham gia chống phá nhà nước, Nghĩa được tổ chức phản động phong hàm chuẩn tướng. Giữa năm 2020, Nghĩa trực tiếp gặp Bé tại Phú Quốc và làm hồ sơ cho người tình tham gia tổ chức phản động. Tháng 10 năm 2021, Bé được tổ chức của Đào Minh Quân phong hàm đại tá. Bé với Nghĩa sau đó tiếp tục tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, chia rẽ, phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân cho đến khi bị bắt vào ngày 5 tháng 11 năm 2021.